ông bự này đây, lóc bự nè, này cho lóc bự. Đây hai con dân ma TF 160 16 ngựa. Cái này là chạy dàn xế IC 90 80 là ok nè con, xe 7 là vô địch luôn, đồ chế rồi xài ngon luôn. Sản xuất Indonesia nha, tiêu chuẩn và bản quyền của Nhật Bản. 16 ngựa, 2400 vòng trên phút. Đây trọng lượng ở đây. Trọng lượng đó là 140 kg. Để hỗ trợ bà con thì tháng khai trương này của mặt hàng Yanma này thì được giảm nha bà con. Giảm trực tiếp cho bán máy cho bà con luôn. Bà con nào gần khoảng 100 km trở lại thì vận chuyển miễn phí luôn. 100 km trở lại nha bà con, được hỗ trợ miễn phí luôn. Trong tháng khai trương nè. Là trong 100 km gần là bà con được vận chuyển miễn phí luôn. Đó là TF 160 là 16 mã lực đó. Còn đây TF 120 là 12 ngựa nè, cũng có xuất ở Indonesia nè, theo tiêu chuẩn của Nhật Bản luôn nè. TF 120 nữa, 12 ngựa thì bắt kim. Nó công suất hoạt động nó cũng gần bằng với Wikino 125 chị 2 nha bà con. Đặc biệt cái đời này thì bánh chén nó đặc, nó không có lỗ. Dân ma TF 120 thì trọng lượng nó nhẹ bà con, có 102 kg à. Này thân khẳng này được bảo hành 1 năm hết nè bà con. Tất cả sản phẩm của dân ma được bảo hành 1 năm, 20 chặt đổi mới. Đặc biệt là dân ma Indonesia này nó làm cái nắp silat lóc ngắt là dày bà con ơi, không bao giờ bể lóc hay nước nắp silat luôn. Cái đời dân ma TF mà của nghi địa của Nhật á, đời dân NF của Nhật á, nó bị bể nó nắp silat với bể lóc. Đời này là bao bà con xài luôn, tại làm rất là dày. Nên đồ mới lúc đầu ok bà con ơi. Dân ma NF của Nhật Bản hay bể nắp silat này nè. Và bán cho bà con là rồi, đâu có hành bằng con này đâu, này 20 chặt năm đổi mới hết. Mới xài rất yên tâm bà con ơi. Cái này hàng sới là ok luôn, chạy ve chạy vỏ ủ chẹt là ok luôn. Này kết hợp khoảng dàn K700 là ngon lành luôn. Trong tháng khai trương của dân ma này bà con được giảm nhiều lắm nha, có quà tặng đầy đủ nha. Áo thun nón đồ đó. Đặc biệt là được hỗ trợ bà con trong vòng 100 km thì vận chuyển miễn phí. Mẫu rất là đẹp. Mới đẹp bà con ơi. Cũng rất là xuất sắc. Phụ tùng đồ nghề đó đem theo máy luôn bà con. Ôi dân ma luôn nè. Đây. Này phân tắc máy, nó trong đẳng tắc máy bà con. Nó tương đương nó mạnh hơn GV 155 luôn, nó tương đương GV 165 nè. Tương đương GV 165 chuyện 2 nè. Này xài dàn sới K700 đồ chế cốt chế là vô địch luôn, chạy phà phà luôn, chạy như đi chơi vậy nè. Nói chung mấy cái dòng TF, NF này nên mua đồ mới của mới bà con ơi, an toàn hơn, được bảo hành chu đáo, đồ đạc cứng cáp hơn. Nghĩa địa thì bà con mua hên xui thôi, bán rồi là xong rồi. Còn cái này là hư hai dục chặt đổi mới. Mua này bà con khỏe nữa, là làm việc được nhiều hơn, khỏi mất công nằm đường nằm xá, mất thời gian của mình nữa, thời gian nghỉ ngơi của bà con được nhiều hơn, thư giãn được nhiều hơn. Máy này là làm liên tục được luôn bà con, nhớt nhau đầy đủ là làm trong công sức liên tục. Đặc biệt cái nồi này hết dầu bà con đừng có lo dài xả này nha bà con, được tốt nhất đừng để hết dầu, nhưng mà lỡ hết dầu thì cứ nên xả ốc này, tại vì nó ở đây nó có đồ xả dầu đây. Bà con giặt qua đây chút là dầu tự xuống thôi, tuyệt đối không mở ốc hay dầu bà con. Đây, nhẹ bẻ nhẹ qua đây chút là dầu nó tự động nó xả xuống. Đối bà con là để quên hết dầu nha, đừng mở ốc này hư uổng đó bà con. Giặt đây chủ động là dầu nó chảy xuống. Đời cu ta cũng vậy, mà tốt nhất đừng để hết dầu bà con. Hết dầu hệ thống bơm bét hay bơm cao áp bét phun nè,
nó bị bào mòn ảnh hưởng nhiều lắm, tuổi thọ lắm, còn mà con không để hết dầu là chạy cả đời không hư cái bét này nè. Tuyệt đối bà con đừng để cho hết dầu nha bà con, ảnh hưởng tuổi thọ của động cơ ma bét lắm. Nhớt là phải xài đạt tiêu chuẩn nha bà con, nhớt là phải đạt tiêu chuẩn luôn hoàng, nhớt ảnh hưởng rất lớn đến độ bền của máy và năng suất hoạt động. Mình làm việc cường độ cao liên tục phải xài nhớt xịn. Đa số có một loại nhớt mà sản xuất tại Thái Lan đó, can 3 lít đó. Không có nhiều tiền mà con xài được nhiều hơn, thời gian vận hành máy được lâu hơn, tốt hơn. Bà con nên mua nhớt nhập chuẩn dành riêng cho máy dầu nha. Đây, TS120 và TS160, 16 và 12 ngựa. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.